Học trang trí màu, từ bước cơ bản nhất, vẽ vòng thuần sắc, nhìn nhỏ nhỏ như tài liệu á hơ, đem vô phòng thi chắc giám thị không cho đâu, tính là vẽ nhỏ để cho nó nhanh á, mà nó nhanh thật. Mọi hồi vẽ kích thước lớn là tới rạng sáng mới được đi ngủ, còn giờ nửa đêm là đã đi ngủ được rồi. Đấy, làm cái gì cũng phải vẽ không cho chắc chắn rõ ràng ra trước thì tô mảng mới đều. Lý thuyết vậy thôi chứ thực hành cũng phải tẩy bớt nếu không chì sẽ làm dơ màu á. Vô pha màu nhé, gách cô, mái tu bịt hợt, đông nổ.